chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 cái tip nho nhỏ trong cái cách mà phối trang phục để mà có thể giúp cho chúng ta trông trẻ trung hơn. Đối với những phụ nữ trung niên thì đôi khi các bạn áp dụng những cái tip nho nhỏ này thì các bạn sẽ trông trẻ trung hơn tuổi của mình. Còn những bạn gái mà vẫn còn đang còn trẻ nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải chọn những cái trang phục công sở hay đôi khi chúng ta cần phải ăn mặc theo cái phong cách mà lịch sự, trang trọng thì cũng có thể nó làm cho các bạn chững chạc hơn tuổi. Cho nên khi mà chúng ta áp dụng những cái tip nhỏ nhỏ mà mình sẽ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì bảo đảm là nó sẽ giúp cho các bạn trông trẻ trung và xinh tươi. Cái tip đầu tiên đó là các bạn nên chọn những cái trang phục với họa tiết vui mắt. Với những cái họa tiết vui mắt thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái bộ trang phục của các bạn trông nó thú vị hơn, trông nó vui mắt hơn, trông nó tươi mát hơn. Nhưng mà chúng ta cần phải tránh những cái món họa tiết giống như là những cái kẻ sọc hay là những cái lằn zig zag, trông nó đơn điệu và trông nó quá nghiêm chỉnh. Nhất là những cái họa tiết mà nó chỉ có hai màu thôi thì nó lại càng làm cho các bạn trông đứng đắn và trông chỉnh chu. Thì nếu mà những cái họa tiết thì chúng ta nên tránh những cái họa tiết đó. Còn ngược lại là nếu như các bạn chọn những cái họa tiết nó mềm mại hay là nó nhiều màu sắc thì nó sẽ làm cho các bạn trông trẻ trung và xinh tươi hơn. Và cái tip thứ hai là các bạn nên chọn lựa những cái trang phục màu sáng hơn. Ví dụ như là khi chúng ta mặc những cái trang phục màu tối thì nó sẽ đưa đi những cái thông điệp bạn là một con người thận trọng, cũng có thể là bạn là một con người quyền uy, hay là nó cũng nói lên cái sự bóng bẩy trong cái cách mà chúng ta chọn lựa trang phục. Nhưng mà nó lại tạo cái cảm giác khó gần. Chính những cái điều đó nó lại làm cho chúng ta trông trở nên là già hơn với tuổi của chúng ta. Nhưng mà khi các bạn mặc những cái trang phục màu sáng thì các bạn cho mọi người cái cảm giác là bạn vui vẻ hơn, bạn cởi mở hơn, thì chính những cái điều đó nó lại làm cho bạn trông trẻ trung hơn. Và để cộng thêm vào với cái sự trẻ trung đó thì các bạn có thể chọn những cái phụ kiện màu sáng. Ví dụ như là băng đô, vòng cổ hay là khăn quàng. Những cái món phụ kiện chúng ta cũng có thể chọn những cái màu vui tươi thì nó sẽ làm cho bạn trông trẻ trung hơn rất là nhiều. Và cái tip thứ ba là chúng ta nên thay đổi màu đen bằng những cái bộ trang phục màu xám hay là màu nâu. Chắc chắn là chúng ta có rất là nhiều những cái trang phục màu đen, bạn cũng vậy, mình cũng vậy, trong tủ quần áo rất là nhiều màu đen bởi vì nó uyển chuyển, nó dễ mặc. Nhưng mà khi các bạn thay những cái màu đen đó bằng những cái bộ trang phục như là màu xám hay là màu nâu thì nó lại làm cho bạn trông trẻ trung hơn rất là nhiều. Ở trong những cái hoàn cảnh như là những cái môi trường làm việc hay là những cái môi trường chuyên nghiệp mà chúng ta cần phải mặc những cái tông màu tối thì các bạn nên thay những cái bộ đồ màu đen bằng những cái bộ đồ màu xám, màu nâu thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy là mình trông thời trang hơn mà trông trẻ trung hơn là so với các bộ đồ màu đen. Các bạn cứ áp dụng thử đi rồi các bạn sẽ thấy rằng phải chi chúng ta biết những cái điều này sớm hơn một chút. Và cái tip thứ tư đó là các bạn không có nên quá cố gắng để mà theo đuổi những cái xu hướng thời trang. Có thể là các bạn cho rằng khi chúng ta cập nhật những cái phong cách thời trang mới nhất, nó sẽ làm cho chúng ta trẻ trung. Nhưng mà nó không hẳn là như vậy các bạn. Đôi khi các bạn cố gắng mặc những cái bộ quần áo thời trang theo những cái xu hướng mới nhất thì nó lại làm cho chúng ta cảm thấy rằng bạn đang cố gắng một cách quá sức. Mình nghĩ là để có được cái sự trẻ trung, để mà có được cái phong cách thời trang mà thanh lịch và tự tin thì các bạn nên có cái phong cách riêng của mình. Cái phong cách của bạn có thể là mềm mại nữ tính, cũng có thể là lịch sự sang trọng, cũng có thể là phong cách thoải mái, phong cách đường phố. Nhưng nó là một cái phong cách riêng của bạn. Bất kể đó là một cái phong cách mà nó không có bị lỗi thời hay là nó có thể là một cái phong cách cổ điển, nhưng đó là một cái phong cách riêng của bạn thì nó vẫn bảo đảm cho bạn một cái sự trẻ trung. Tip thứ năm đó là các bạn đừng có e ngại khi mà đôi khi chúng ta cần phải hở hang một chút. Có thể là các bạn nghĩ rằng chúng ta không có còn trẻ, chúng ta không có còn ở 18, 20 tuổi. Chúng ta sẽ bị mập chỗ này, chúng ta sẽ bị nhăn chỗ kia, chúng ta sẽ bị nhiều mỡ chỗ nọ cho nên là cần phải che kín hết. Thì đây là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Tại vì nếu như mà bạn mập hay là bạn nhăn hay là bạn bị nhiều mỡ thì không phải chỉ một mình bạn mà ai cũng vậy, tất cả mọi người đều như vậy. Cho nên là đôi khi nếu mà chúng ta cần phải ăn mặc ngắn một chút hay xẻ một chút hay hở một chút, ok các bạn. Cái đẹp và cái trẻ trung nó nằm ở cái sự tự tin của bạn. Và cái mà các bạn cần thì nó ví dụ giống như là nếu như chúng ta cần phải mặc một cái quần short hay chúng ta cần phải mặc một cái váy xẻ thì các bạn cần đó là một cái
kem dưỡng da để mà chúng ta bôi cho chân của chúng ta trông nó mượt mà, trông cho nó mịn màng. Hoặc là đôi khi chúng ta có thể là dùng những cái loại mỹ phẩm để mà make up cho chân hoặc là make up cho tay của chúng ta nếu như mà cần thiết. Và cái tip thứ 6 đó là các bạn nên mặc những cái quần lửng. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì có nhiều bạn gái, có nhiều chị, có nhiều cô cho rằng mình không có còn trẻ cho nên là cần phải che kín bưng. Nhưng mà cho dù các bạn muốn che kín hết toàn bộ cơ thể thì các bạn vẫn nên hở ra một tí cái phần chân của mình, ít nhất là hở ra cái cổ chân. Thay vì là các bạn mặc cái quần dài thì các bạn có thể mặc cái quần crop, cái quần nó lửng, nó ngắn một tí, nó hở ra cái phần cổ chân và nó hở ra cái phần mắt cá chân của mình. Như vậy thì cái dáng quần nó sẽ làm cho các bạn trông trẻ trung năng động hơn. Hai nữa là nó sẽ khoe ra cái đôi giày của chúng ta nếu như mà chúng ta có một cái đôi giày đẹp hay là một cái đôi giày cao gót, trông cái dáng nó rất là khêu gợi. Cái tip thứ 7 đó là chúng ta nên mặc những cái áo hở vai hoặc là vai sệ. Những cái kiểu áo này thì nó sẽ làm cho các cô, các chị, các bạn trẻ ra ít nhất là 10 tuổi. Mình thấy có nhiều bạn lo lắng rằng khi mà mặc những cái áo sát nách hoặc là những cái áo hở hang quá thì các bạn lo rằng bắp tay to, rồi bắp tay chảy xệ, rồi bắp tay nhiều mỡ. Nhưng mà với những cái kiểu áo mà hở vai thì các bạn không có cần phải lo lắng, các bạn không có cần phải tập thể dục, các bạn vẫn có thể mặc những cái kiểu này trông rất là đẹp mà lại trẻ trung. Và mình cho rằng những cái áo mà hở vai nó là một trong những cái bí quyết mà hắc tuổi vô cùng lợi hại. Và cái tip thứ 8 đó là chúng ta cần phải cân bằng giữa cái sự trau chuốt và cái sự thoải mái. Đôi khi có những bộ trang phục mà chúng ta cần phải mix cái áo với cái váy hay là mix áo với quần, thì các bạn đã chọn một cái áo quá là nghiêm chỉnh, các bạn lại đi với một cái quần rất là lịch sự, thì trông chúng ta quá đứng đắn, nó sẽ cộng thêm cho bạn vài tuổi. Ngược lại, khi mà các bạn với một cái váy bút chì lịch sự thì chúng ta có thể chọn một cái áo ở trên, cái loại oversize hay là cái loại nó thoải mái một tí, trông các bạn sẽ trẻ hơn. Hoặc là nếu như chúng ta đã chọn một cái áo khá là nghiêm chỉnh thì chúng ta có thể kết hợp với lại một cái quần jean baggy hoặc là một cái váy jean hoặc là những cái quần kiểu dáng nó thoải mái một tí, những cái quần lửng, thì trông chúng ta sẽ trẻ trung hơn. Tại vì chúng ta cần phải cân bằng giữa cái sự quá nghiêm chỉnh và cái sự thoải mái. Thoải mái quá thì nó sẽ làm cho các bạn thiếu đi cái sự lịch sự, cái sự thanh lịch. Nhưng mà nghiêm chỉnh quá thì nó lại làm cho chúng ta trông đứng đắn, thì nó lại làm cho chúng ta trông già hơn tuổi. Và cái tip thứ 9 đó là chúng ta không có nên đeo quá nhiều nữ trang. Các bạn có thể thấy là những cô, những chị càng lớn tuổi thì các cô, các chị càng thích đeo nhiều nữ trang. Đương nhiên là không phải là ai cũng thích đeo nhiều nữ trang, nhưng mà thường thì những phụ nữ càng đứng tuổi thì sẽ có xu hướng thích đeo nhiều cái món nữ trang. Cho nên là nếu như các bạn bắt đầu cảm thấy là mình đeo nhiều món quá thì chúng ta cần phải cân nhắc, chúng ta cần phải lựa chọn và tháo ra bớt trước khi chúng ta bước ra khỏi nhà. Tại vì nếu như trên người của chúng ta trông nó nặng nề, nhiều món nữ trang quá thì nó sẽ làm cho chúng ta trông đứng tuổi hơn, nó làm cho chúng ta trông già hơn. Mà với những cái món nữ trang đơn giản, nhẹ nhàng thì nó sẽ làm cho các bạn trông trẻ hơn rất là nhiều. Và cái tip thứ 10 đó là giày có gót. Các bạn có thể thấy là những bạn gái trẻ tuổi khi mà các cô còn trẻ sẵn sàng mang những cái đôi giày cao gót cao, rất là cao, đau chân vẫn mang, miễn là đẹp, miễn là hấp dẫn. Ngược lại, những phụ nữ có tuổi thì họ lại lựa chọn cái sự thoải mái hơn là đẹp. Lúc đó họ không còn quan trọng cái đẹp nữa mà họ miễn là thoải mái thôi. Họ sẽ mang giày thể thao, họ sẽ mang giày đi bộ hoặc là họ sẽ mang những cái đôi giày đế bệt. Nhưng mà khi như vậy thì nó lại làm cho những cái phụ nữ đó trông già đi. Cho nên là với những cái đôi giày có gót thì nó bảo đảm cho cái sự trẻ trung. Nếu như mà bạn không có cảm thấy thoải mái đối với những cái đôi giày mà quá cao gót thì các bạn có thể chọn những cái đôi giày mà gót thấp hơn. Ví dụ như là những cái đôi giày kitten heel, những cái đôi giày đế xuồng thấp hay là những cái đôi giày block heel mà cái độ cao vừa phải, nó vẫn vừa làm cho cái dáng của các bạn trông trẻ trung. Nhìn vào trông vẫn rất là nhẹ nhàng, trông các bước đi, vì các bạn mang cái đôi giày có gót, trông bước đi vẫn nhẹ nhàng mà nó vẫn bảo đảm được cái sự thoải mái. Và chỉ có vậy thôi đó các bạn. 10 cái tip này nó vô cùng đơn giản, nhưng mà nếu như chúng ta để ý một chút
chúng ta áp dụng nó thì bảo đảm là các bạn trông lúc nào cũng sẽ trẻ trung. Bất kể là độ tuổi nào, có thể bạn 20 mấy tuổi, bạn 50 tuổi, bạn 60 tuổi, tất cả những cái điều này chúng ta đều có thể áp dụng để mà trông chúng ta trẻ trung hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt. Bye bye.